Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Như Ý nha. Sẽ có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, chào Ý. Dạ rồi, em chào anh Thái, chào cô chú anh chị đang theo dõi video của em. Thì hôm nay em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình những mặt hàng hoa giấy. Không làm mất thời gian của mình, em lên ngay cho mình mã 1 là một cây trắng tiết. Trắng tinh khiết quý anh chị em. Tán ngang của cây này là 80. Chiều cao cây là 95. Hoành là hoành 17, mã số 1 trắng tiết. Em giao lưu với cô chú anh chị là với cái mức giá là 400.000. 400.000 cho mã số 1. Tiếp theo em lên mình mã 2 là một cây tím Pháp ghép chứ tím bướm. Hai màu quý anh chị em. Sáng à. Tán ngang của cây này là 80. Chiều cao của cây này là 80. Hoành là hoành 17, mã số 2. Tím Pháp ghép chứ tím bướm. Em giao lưu với cô chú anh chị mình với cái mức giá là 360.000. Tiếp theo em lên mình mã số 3. Một cây dưa hấu đỏ quý anh chị em. Tán ngang cây này là 1m. Chiều cao của cây này là 90. Hoành em đo là hoành 26. Mã số 3 em giao lưu là với cái mức giá là 470.000. Thì mã số 3. Tiếp theo là mình mã số 4 là một cây đỏ lửa. Tán ngang của cây này là 80. Chiều cao của cây này là 80. Thơm tàn đặc. Hoành em đó đây là hoành 15. Mã số 4 đỏ lửa em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420.000. Em lên mình mã số 5 là cái ghép nhiều màu. Ở đây em có trắng lửa, tím lửa, đỏ lửa và cam lửa. Tán ngang của cây này là 95. Chiều cao của cây này là 75. Hoành là hoành 15. Mã số 5. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380.000. Lửa nhiều màu anh chị em. Dạ. Tiếp theo em lên mình mã số 6 là một cây tím bướm. Tán ngang cây này là 70. Chiều cao cây này là 85. Hoành là hoành 20. Mã số 6 tím bướm em giao lưu là 430.000. Cho mã số 6. Phơm tròn và đang rực bông mà. Tiếp theo em lên cho mình mã số 7. Là một cây ngũ sắc. Tán ngang của cây này là 90. Chiều cao của cây này là 1m. Hoành là hoành 17, mã số 7 không anh chị. Cây này nó bị lỗi không anh chị? Nó bị chày da. Bị va chạm nhẹ nha quý anh chị em. Dạ. Xử lý keo hết rồi. Dạ rồi, thì cái này em giao lưu của chú anh chị mình là 350.000. Ngũ sắc gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và trắng phất hồng quý anh chị. Dạ. Đầy đủ 5 màu trên cây ha. Dạ, em giảm giá cho mình hơn chị 350.000. Tiếp theo lên mình mã số 8 là một cây hồng gân. Tán ngang của cây này là 90. Chiều cao cây này là 80. Hoành là hoành 32. Để khá lực của anh chị em. Hoành 32 đúng không chị? Mã số 8 giao lưu là 480.000. Tiếp theo lên mình mã số 9. 3 màu tuyết. Dạ. Màu rất là sáng luôn nha. Trắng, tím và hồng. Tán ngang của cây này là 80. Chiều cao cây này là 85. Hoành là hoành 15. Mã số 10 đúng không anh chị? Và màu tiết em giao lưu là 350.000. Thì mã số 10. Tiếp theo lên mình mã 11 là một cây trắng tiết. Tán ngang của cây này là 85. Chiều cao là 1m. Hoành là hoành 13. Mã 11 một cây trắng tiết em giao lưu là 430.000. Để nhờ mua cho em. Mã số 11. Tiếp theo lên mình mã 12 là một cây tím Pháp. Tán ngang của cây này là 70. Chiều cao là 70. Hoành em đo là hoành 13. Mã 12 tím Pháp em giao lưu là 320.000.
em lên mình mã 13. Là cái ghép ba màu lửa của chú anh chị. Cam lửa, đỏ lửa và tím lửa. Tán ngang của cây này là 90. Chiều cao là 85. Hoành là hoành 20. Mã 13 ba màu lửa, Zalo là 370.000. Thế em lên mình mã 14. Cây ghép nhiều màu. Ở đây em có hồng lửa, vàng lửa, cam lửa, đỏ lửa và trắng lửa của anh chị. Tím lửa. Dạ trắng. Tán ngang của cây này là 70. Chiều cao của cây này là 80. Hoành là hoành 19 của anh chị. Mã 14. Cây này cũng được tới 6 màu lửa không anh chị? 6 màu lửa. Dạ, cam lửa, đỏ lửa, tím lửa, trắng lửa, hồng lửa và vàng lửa. Em Zalo là 400.000. Cây rất đẹp anh chị em. Thêm lên mình mã 15. Là một cây tím bướm. Tán ngang của cây này là 70. Chiều cao cây này là 70. Hoành là hoành 15. Mã 15 em Zalo là 330.000. Thêm lên mình mã 16. Một cây hồng gân của anh chị em. Dạ. Tán ngang của cây này là 82. Chiều cao cây này là 80. Hoành là hoành 17. Mã 16 em Zalo của chú anh chị mình là 430.000. Cho mã số 16. Thêm lên mình mã 17. Cây ghép 3 màu tiết của chú anh chị. Tán ngang của cây này là 80. Chiều cao cây này là 95. Hoành là hoành 15. Mã 17 em Zalo của chú anh chị mình là 450.000. Thêm lên mình mã 18. Tán ngang của cây này là 80. Chiều cao cây này là 90. Hoành là hoành 12. Mã 18 em Zalo của chú anh chị mình là 430.000. Cây này 3 màu anh chị em, gồm có trắng tiết, tím tiết và red pizza. Thêm lên mình mã 19. Là một cây tím bướm. Tán ngang của cây này là 70. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 23. Củ đấy rất là đẹp luôn anh chị. Mã 19 em Zalo là 470.000. Cuối clip em lên cho mình mã 20. Là một cây hồng gân anh chị. Tán ngang của cây này là 85. Chiều cao cây này là 77. Hoành là hoành 18. Mã 20 này em Zalo của chú anh chị mình là 430.000. Và đây cũng là cây cuối clip, thì rất cảm ơn quý chú chị mình luôn yêu thương và ủng hộ video của em cũng như kênh của Thái. Hẹn gặp lại quý chú chị những clip tiếp theo. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo của nhà vườn em như ý nha.